Nhiều quý bà cho biết, vào cái độ tuổi U50-60, ai cũng than phiền về sinh lý. Hồi còn trẻ phải vật lộn trong vòng quay của cơm áo gạo tiền, phải nuôi những đứa con cho khôn lớn thành người. Đến lúc các quý bà có thời gian để dành cho riêng mình, thì ngoảnh mặt lại, đã mất đi cái tuổi thanh xuân đầy nhựa sống. Những nếp nhăn do thời gian đã hằn lên khuôn mặt mà không còn cách nào níu kéo được. Bà thì chồng mất, bà thì chồng chê, đa số các quý bà tâm sự trong hội chị em rằng những đức lang quân của họ ở tuổi 50 đã tịt ngòi trong khi các bà lại đang tuổi phơi phới. Nhiều bà chép miệng, chỉ còn cách tìm lại tuổi xuân của mình ở những chốn ăn chơi. Bà yên ngụ tại Khâm Thiên, năm nay cũng ngót nghét cái tuổi 60. Bản thân bà là doanh nhân, chồng bà thì đã nghỉ hưu trí, các con thì cũng đã lập gia đình hết. Con lớn của bà năm nay đã 40 tuổi, các cháu nội, ngoại đẻ huề. Ngày trước bà Yên cũng chỉ quanh quẩn đi làm, rồi về chơi với mấy đứa cháu nội. Mỗi khi rảnh, vợ chồng bà lại cùng nhau đi cà phê, ăn uống với gia đình hoặc bạn bè. Cuộc sống của bà tưởng chừng như viên mãn là thế, bỗng dưng một lần nổi hứng, bị bà bạn thân của bà kéo đi nhảy đầm. Cuộc đời bà như rẽ sang một trang mới, những ánh đèn mờ ảo, tiếng nhạc sàn mạnh mẽ, những điệu nhảy quay cuồng, những động tác va chạm của những gã trai đang ở độ tuổi xanh mơn mởn, đang liếc mắt đưa tình thu hút bà. Bà chính thức trở thành một tín đồ sàn ba sau những lời dụ dỗ của hội quý bà. Mỗi khi lên nhạc, bà Yên không bao giờ đi một mình, bà thường nhập hội với một nhóm bạn già cũng tương đương tuổi như nhau. Ai nấy đều diện những bộ cánh hở hang, kịch cỡm, cực kỳ mát mẻ, khoe da hở thịt, trên mặt chát hàng tấn phấn trang điểm, môi được tô đỏ choe, đỏ choét, đặc biệt các bà sức nước hoa rất nồng. Rồi sau một thời gian siêng năng đi nhảy đầm, hát hò như thế, cuối cùng bà cũng tậu cho mình được một kép nam là một người đàn ông đáng tuổi cháu của bà. Dũng được mệnh danh là khỏe nhất ở một trung tâm khiêu vũ trên địa bàn Hà Nội. Và chính Dũng là người được bà Yên chu cấp hàng ngày, Dũng cho biết. Mỗi tháng bà cho Dũng 10 đến 15 triệu để gọi là ăn sáng, còn xin thêm thì xin bao nhiêu cũng được. Trong mắt Dũng, người tình già chẳng khác gì cái mỏ để đào. Bản thân các quý bà cũng biết mình là mỏ tiền cho những gã trai nhảy này để họ tha hồ ăn chơi trác tán. Các bà không cần biết gã làm gì, nhưng chỉ cần khi bà Yên có mặt tại sàn nhảy thì các gã trai phải ra tiếp đón chu đáo. Thậm chí, những lúc quý bà lên cơn khát, chỉ cần alo là các gã trai phải có mặt ngay. Nếu đến chậm vài phút thôi là quý bà lại dỗi như gái tuổi đôi mươi. Trong hội quý bà có một quy tắc bất định là không bao giờ coi mình là đã già. Trong chuyện xưng hô cũng thế, những gã trai xưng hô chị với em ngọt xớt. Thậm chí là anh và em với quý bà đáng tuổi là mẹ, thậm chí làm bà của các gã. Các bà cũng lấy làm thích thú khi được các gã trai trẻ gọi thân mật như thế. Nhiều gã trai mới vào nghề, chẳng may xưng hô cô cháu là bị các bà bậm môi, lườm nguýt ngay lập tức. Dũng và Đức là hai gã trai nhảy, họ nói cho chúng tôi biết. Kể cả các quý bà gấp đôi, thậm chí gấp ba lần tuổi, nhưng đã nhắm gã nào thì chuyện xưng hô chị em là quá đỗi bình thường. Thậm chí, mỗi lần gần gũi với bà Yên, Dũng còn phải xưng hô anh và em. Dũng chia sẻ rằng, các bà đã thống nhất với mình rồi, ngoài đường thì có thể chị với em cũng được. Nhưng khi trên giường thì phải xưng anh gọi em cho nó ngọt ngào. Trong điệu bộ diễu cợt, Dũng ngoe nguẩy diễn tả lại hành động làm nũng của quý bà. Trong hội quý bà còn có chiêu trò truyền tay cho nhau, tức là một bà nào đó khi thấy ai khỏe là giới thiệu ngay cho bà khác để cùng vui. Nhưng cũng có quý bà chót yêu gã trai mà mình nuôi, chỉ muốn giữ lại cho mình mà thôi, đơn cử như bà Yên. Bà Yên cũng cho chúng tôi biết rằng đã rất lâu rồi, bà mới sống lại tình yêu trai gái. Bà được yêu, được ghen, được dỗi hay làm nũng những gã trai đẹp. Bà được sống buông thả sau những gánh nặng trách nhiệm đã ăn mòn cả tuổi thanh xuân. Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, bà Yên không thoát nổi khát khao của người đàn bà đang ở tuổi hồi xuân. Trong những lần vui chơi như thế, nhiều khi bà lại nghĩ tới chồng, rồi các con mình ở nhà, bà cảm thấy có chút tội lỗi. Bà chỉ còn cách bù đắp cho chúng nhiều hơn bằng tiền, như cái cách bà mua chuộc những gã trai nhảy. Nhiều lúc chỉ cần một tin nhắn mùi mẫn của những gã trai lèo mép cũng đủ để cho bà cảm thấy một ngày hạnh phúc. Nói chính xác hơn, bà Yên cùng với hội quý bà sồn sồn của mình đang chơi một ván bài nguy hiểm khi để nhục dục lấn át đi lý trí của người làm vợ, làm mẹ, còn có cả sự nghiệp, tiền bạc và địa vị. Câu chuyện tình của phi công trẻ tên Kiên, sinh năm 1988, quê Thanh Hóa, và quý bà tên Thúy, sinh năm 68, đã khiến không ít người tiếc nuối. Thậm chí nhiều người quen biết Kiên còn chửi gã là gã trai hám tiền, gã chồng bội tình.
Kiên vốn đã lập gia đình với một cô gái sinh năm 1990. Vì gia đình khó khăn nên Kiên phải xa vợ mà lên Hà Nội tìm việc. Nhưng rồi chỉ hơn một năm sau khi kết hôn, đôi vợ chồng trẻ lại đường ai nấy đi. Ở quê có không ít lời xì xào bàn tán, người thì cho rằng cô vợ không chịu nổi cảnh vợ chồng sống xa nhau. Có người nói Kiên tập với một chị sinh năm 1968 rồi bị vợ phát hiện, sau đó họ ly hôn. Tới giờ nghĩ lại, Kiên vẫn không giấu nổi sự xót xa. Trên khuôn mặt hốc hác của gã vẫn nhớ như in ngày gã mới đặt chân lên Hà Nội. Với một gã trai nhảy mới vào nghề, được quý bà săn đón thì quả là diễm phúc không gì sánh bằng. 3 năm trước, khi gã mới chân ướt chân ráo lên thành phố lập nghiệp, gã lọt vào mắt xanh của bà Thúy. Thấy gã đẹp trai, phong độ, lại đáng thương nên bà Thúy đã nâng đỡ gã rất nhiều. Cũng từ đó, gã đã phải lòng quý bà này. Kiên tiết lộ: "Mới đầu em rất quý chị ấy, đặc biệt khi chị nói chị từng có đứa em trai bằng tuổi em nhưng vì nghiện ngập mà qua đời năm ngoái, em đã không khỏi cảm động. Chị cứ bảo em yên tâm, chị quý em như em chị, cứ thoải mái xài tiền của chị. Em cũng đã cố kiếm việc làm để gửi lại, nhưng chị không nhận." Bởi quá tin người nên Kiên đã không biết vì muốn chiếm đoạt Kiên làm của riêng mà quý bà Thủy đã tìm mọi cách để tách anh ra khỏi người vợ hiện tại. Bà chiều chuộng Kiên như thể báu vật. Kiên thích xe có xe, thích điện thoại đời mới có điện thoại, thích đồng hồ hàng hiệu có hàng hiệu. Nói chung trên người gã lúc nào cũng diện nguyên cả một cây hàng hiệu, giá trị lên tới hàng trăm triệu đồng. Có những lúc 2 giờ sáng, quý bà Thủy còn gọi điện cho Kiên để tới đón mình tại sàn nhảy mà bà thường lui tới. Quý bà này sang chảnh thế, nhưng ít kết thân với ai. Người ta còn kể rằng bà Thủy vốn kín tiếng, trong ba này bà chỉ chơi thân với bà Vân, bà Nga, ngoài ra chẳng thân ai ngoài cậu Kiên cả. Cũng không ít lời đồn, chồng bà Thủy qua đời cách đây 5 năm vì tai nạn xe hơi. Sau khi mất, ông để lại cho bà Thủy một khối tài sản kết xù. Cũng từ dạo đó, bà Thủy rơi vào trầm tư. Không ít anh em đồng môn với Kiên, sau khi nhìn thấy bà Thủy, muốn bắt chuyện làm quen nhưng bà đều gạt đi, cho tới ngày bà gặp Kiên. Kiên trong mắt bà Thủy không chỉ đẹp trai mà còn có cái duyên ngầm ít ai sánh bằng. Mỗi khi Kiên cười, mắt bà Thủy cứ sáng rực lên như đèn pha ô tô. Bà bị cái vô tư, hóm hình của Kiên cuốn hút vào, để rồi bà cứ thỏa sức mơ mộng về một tương lai tươi sáng với Kiên. Hôm nào bà không gặp được Kiên, kiểu gì bà cũng phải gọi điện để nhìn được mặt cậu em này mới thôi. Bởi quá yêu Kiên nên bà Thủy lên kế hoạch để sở hữu anh chàng này. Năm đầu tiên khi Kiên về quê ăn Tết, bà Thủy còn đòi đi theo. Thậm chí, bà tỏ rõ thái độ ghen tuông với vợ của Kiên. Chính chuyện này đã khiến không ít người đồn thổi chuyện phi công trẻ ngã vào lòng máy bay bà già. Có người còn ác ý, đồn bà đã có bầu được 2 tháng với Kiên. Sau Tết đó không lâu, người ta thấy vợ chồng Kiên dắt nhau ra tòa. Riêng Kiên không khỏi nuối tiếc vì phải xa người vợ mà mình yêu thương, cũng là mối tình đầu của gã. Cũng bởi quá đau lòng nên Kiên đã chọn cuộc sống buông thả. Những ngày được người tình mới cung phụng, Kiên đi hết vũ trường này sang vũ trường khác. Câu chuyện về các quý bà đã chót yêu phải những trai nhảy mà mình nuôi giờ không còn là chuyện hiếm gặp. Không ít người rơi vào hoàn cảnh như Kiên, đôi khi họ cảm thấy bức bí vì bị coi như vật sở hữu của những quý bà lắm tiền. Tới đây nhiều người đặt câu hỏi liệu chuyện tình của cặp đôi này có bền vững. Cách săn phi công của các quý bà liệu có phải vì tình yêu hay chỉ vì muốn thỏa mãn ham muốn của cá nhân của mình? Những quý bà sồn sồn lắm tiền nhiều của trong giai đoạn hồi xuân luôn dạo dực khát tình, tìm mọi cách săn phi công trẻ để đáp ứng những nhu cầu mãnh liệt của mình. Son phấn, nước hoa, đồ hiệu đắt tiền, các quý bà súng xính với vẻ ngoài lộng lẫy dưới những ánh đèn mờ ảo. Trong họ, ít ai nghĩ rằng các quý bà đã bước vào tuổi xế chiều bởi thời trang ăn mặc của các bà không khác gì những cô gái trẻ đẹp. Một bộ phận không nhỏ những quý bà này đều lấy đêm làm ngày, lấy sự nhập nhoạng của ánh đèn để che giấu vết chân chim trên khóe mắt. Họ cho rằng ban đêm mới là thế giới riêng tư của mình. Quán rượu nhỏ nằm ngay trên phố Hàng Chiếu, đó là nơi các quý bà ăn chơi chọn làm điểm hẹn. Vì có không gian kín đáo, khung cảnh lại tình tứ, dễ gây xúc động lòng người. Nhiều quý bà đến đây không hẳn để giải khuây sau những ồn ào mệt nhọc nơi công sở, mà họ đến đây để tìm bạn trai để rồi cùng nhau ra ngoại thành, tâm tình chuyện riêng tư. Tôi biết chị Vân đã lâu, tôi biết cả những cuộc hẹn hò bất ngờ của chị, mặc dù chị đã có gia đình đàng hoàng. Chồng chị là một giám đốc của một công ty tầm trung, rất hay được đi công tác nước ngoài, còn bản thân chị là chủ của một shop quần áo có thu nhập cao, vợ chồng chị có một cậu con trai đang học lớp 8. Thế thì tại sao
chị lại thường đến quán rượu này để say xỉn và cười cợt là lơi với đàn ông. Nếu cuộc sống tròn vanh vạnh thì trái đất này chẳng ai phải thiếu thốn, đau khổ. Chị có tiền, có rất nhiều tiền nhưng lại thiếu tình cảm. Một người đàn bà trẻ trung xinh đẹp, tuy mới ngoài 40 tuổi, đã bước ra khỏi lễ giáo gia đình, lao vào vòng xoáy của những cuộc tình bất kể giờ giấc. Ngày nào cũng thế, cứ đến xế chiều, chị lại tụ tập với vài quý bà để tán chuyện, sau đó họ cùng nhau đi mua sắm và làm đẹp. Trên người của chị toàn đồ hiệu, từ kính, túi, quần áo, giày dép, trị giá hàng nghìn đô la Mỹ. Đêm nào cũng vậy, xong cuộc nhậu, chị lại leo lên xe cùng bạn tình, đi đến một khách sạn sang trọng. Rồi tà tơi trở về nhà, thường là rất khuya hoặc gần sáng, nhưng chồng chị vẫn chẳng quan tâm, bởi từ lâu họ chẳng quan tâm đến nhau. Có những hôm chán đàn ông, chị gọi điện mời bạn cùng cảnh đến quán nhậu. Chị kể rằng cuộc sống với chồng chị quá nhạt nhẽo, vài tháng mới sang phòng vợ một lần để giải quyết. Rồi một lần, chị bắt được chuyện chồng ngoại tình với cô thư ký trẻ đẹp của lão. Từ đó chị chán nản, rồi tìm đến với người đàn ông khác là để giải sầu. Mục đích tìm đến các trai đẹp của chị rất nhiều. Lúc đầu là muốn trả thù chồng, nhưng sau là để muốn cảm giác được chiều chuộng, cuối cùng mới là bản năng của đàn bà. Bạn tình của chị thường là những gã trai đẹp, đa phần họ chẳng yêu thương chị, nhưng họ vẫn chiều chuộng vì được lợi. Tiền tiêu không hết, cứ vài ngày chị lại cùng người tình đi du lịch. Chị bảo, lâu lắm rồi chưa nấu cho con bữa cơm. Có lẽ do niềm đam mê với các cuộc chơi thâu đêm đã kéo chị rời khỏi tổ ấm gia đình, để rồi chị phải giao phó mọi việc nhà cho cô Oxin. Mấy lần đến quán rượu nhỏ đó, tôi đã làm quen với Phương, một cán bộ công chức, tìm đến rượu để giải sầu. Vẻ đẹp kiêu sa của chị đã hút hồn tôi. Khi biết về cuộc sống bất hạnh của chị, tôi càng thấy cuộc đời đôi khi quá khắt khe với phận hồng nhan. Cách đây ít lâu, chị là thần tượng của nhiều phụ nữ, khi có một gia đình quá đầy đủ. Mới ngoài 20 tuổi, vợ chồng chị đã có trong tay hàng tỷ đồng với vài ngôi biệt thự sang trọng. Họ đã mở rất nhiều nhà hàng để kinh doanh, nhưng cũng từ ấy, chị đã bị chồng phụ bạc. Tiền đã đội nón ra đi khi chị liên tục ra tòa để đòi lại quyền lợi liên quan tới tài sản. Nhưng chị đành thất bại để cho chồng thuộc về người khác. Được hưởng một căn biệt thự, chị lại cao thượng đến mức cho luôn chồng không cần lấy. Đó cũng là lý do tại sao chị thường đến quán rượu này ăn nhậu. Chị thường về nhà vào lúc 1 đến 2 giờ sáng. Chị đã chọn đêm làm ngày, lấy buổi đêm để hưởng thụ những niềm vui bất tận của cuộc sống. Gần 11 giờ đêm, tại sàn nhảy cổ điển trên đường Tăng Bạt Hổ, tiếng nhạc in ỏi dội vào vách tường, tạo nên âm thanh bừng bừng sức sống. Chị không ra nhảy à? Trả lời tôi là câu nói nhát gừng. Sao lại không? Đến đây là để nhảy chứ làm gì? Người đàn bà khoảng ngoài ngũ tuần, mặc bộ đầm đen, chân đi guốc cao gót, cùng với đôi lông mày kẻ đậm, cổ áo rộng hơn mức bình thường, ngồi lắc lư đung đưa theo tiếng nhạc. Sau vài câu xã giao, người đàn bà có vẻ dịu hơn. Tôi hỏi, chắc các đôi đến đây đều là vợ chồng hả chị? Úi dào, làm gì có, toàn cặp bồ đấy. Bà cười ra vẻ giễu cợt trước sự ngốc nghếch của tôi. Nhạc tắt, đứa con gái của bà buông tay bạn nhảy, đi về bàn tua nước ừng ực. Hai mẹ con bà, tuần nào cũng đến sàn nhảy này 3 đến 4 buổi. Lần này khi nhạc nổi lên, bà liền nhảy phát xuống ghế tiến ra giữa sàn. Dắt tay bà dong đưa theo tiếng nhạc là cậu thanh niên cao ráo nhưng gầy gò, khoảng tầm trên dưới 20 tuổi. Bà khoe, sở dĩ bà nhảy đẹp là do bạn nhảy. Vào 7 năm trước, bà đã theo học một lớp nhảy chính khóa. Nhưng nguyên nhân chính đưa bà đến với thế giới ồn ào về ban đêm này là do ông chồng đã bất lực từ nhiều năm nay. Mang niềm cô đơn đến với khiêu vũ, bà đã tìm được ở nó niềm đam mê không thể dứt. Hai thanh niên gầy gò là bạn nhảy của mẹ con bà đêm nay. Mỗi điệu nhảy kết thúc, họ chạy nhanh ra chỗ máy lạnh để tận dụng giây phút ít ỏi xả mát. Cả buổi nhảy cật lực, hai thanh niên được nhận 400.000 đồng. Rồi sau khi buổi khiêu vũ kết thúc, chúng tôi cố bám thật nhanh gót chân của bà và thật không ngờ người chở bà đi vẫn là anh bạn nhảy lúc nãy. Nếu người phụ nữ sau giờ làm việc gấp gáp trở về tổ ấm gia đình để lo bữa cơm phục vụ chồng con, thì nay mọi chuyện nội trợ của các quý bà đã có Oxin lo. Họ chỉ việc đi tụ tập, uống cà phê, làm tóc, ăn chơi và đi mua sắm hàng hiệu. Đêm là lúc để họ phô diễn vẻ súng xính, sành điệu của cả ngày cất công trang điểm. Ngoài ăn nhậu, điểm tiếp theo của các quý bà là đến sàn nhảy cổ điển, sành điệu hơn nữa là đến quán bar có nhiều thanh niên. Chị của bạn tôi đã có hai con, nhưng trông vẫn quyến rũ như diễn viên Hàn Quốc. Hận chồng mải chơi, chị liền đi làm đẹp, ăn mặc hàng hiệu và nhậu suốt từ trưa đến tối.
đêm đến là lúc để chị quên đi cuộc sống gia đình không hạnh phúc của mình. Sau mỗi cuộc vui với anh bồ trẻ là những giọt nước mắt chua chát và cay đắng bởi cái điệp khúc lấy đêm làm ngày của chị. Tuy đã trở thành nhàm chán, nhưng chị không thể từ bỏ để trở lại sống đúng với bổn phận của người mẹ, người vợ trong một mái ấm gia đình. Ngày bà Loan mới lấy chồng, bà ngây thơ như một tờ giấy trắng. Chuyện quan hệ trai gái khá nhạt nhẽo khi chồng bà cũng chỉ là một gã trai mới lớn. Nhưng nay ở độ tuổi đang hừng hực hồi xuân, bà Loan đã khám phá ra một vài bí mật giúp cơ thể già nua của bà hồi xuân thực sự, điều mà trước nay bà chưa bao giờ được nếm trải. Bà Loan năm nay ngót cũng gần 60, bà như một cây kem di động, sặc sỡ đầy màu sắc và diêm dúa. Bất kỳ ai cũng nhận ra bà từ xa vì cách ăn mặc lố lắng có một không hai. Bà Loan chỉ thích mặc những bộ đồ kiệm vải, màu mè lòe loẹt và trang điểm cực kỳ đậm. Tuy lập dị như vậy, nhưng bà Loan rất có nhiều người hâm mộ, đặc biệt là đám trẻ danh luôn bợ hơi bà. Trên một xà nhảy đầm khá có tiếng tăm ở Hà Nội, tôi được nghe qua câu chuyện đời của bà Huy, một gã trai nhảy có thâm niên ở sàn nhảy này cho biết. Bà Loan ngày xưa phải lăn lộn đủ thứ nghề để nuôi chồng, nuôi con. Chồng bà vô dụng ăn bám, một mình bà xây dựng sự nghiệp. Nhưng ở khi giàu có, ông chồng của bà đâm ra đổ đốn, ông có bồ và ruồng bỏ vợ con cả chục năm nay. Chăm nghe không bằng mắt thấy, Huy dẫn tôi ngay đến nơi bà Loan đang bù khú với đám bạn già. Nghe tôi hỏi vài câu khá động chạm tới gia đình, bà Loan thoáng một chút dò xét, rồi thản nhiên nốc cốc rượu tây loại mạnh. Nó có gái thì bà đây cũng có trai, việc gì phải buồn hả cưng? Bà Loan có một cách xưng hô kỳ lạ, bà có thể xưng anh, em ngọt xớt với bất kỳ ai, kể cả những đám trai trẻ đáng tuổi con, thậm chí là cháu bà. Tôi nghe chuyện, cũng chỉ dám xưng hô chị, em, bà Loan nghe vậy có vẻ phật lòng, bà hất hàm về phía trước. Cưng biết thằng Minh sinh năm 1998 không, người yêu của mình đấy. Bà Loan nói nửa thật nửa đùa, rồi cười ngặt nghẽo với đám bạn già. Sau khi rời khỏi bàn tiệc của bà Loan, Huy mới kể. Bà ấy nói thật đấy, ở sàn này, dường như ai cũng đã qua tay bà. Mỗi ngày bà chọn một chàng, nhưng được cái, bà Loan chi rất sộp. Những gã trai phục vụ bà đều chẳng bao giờ phàn nàn về khoản tiền ăn sáng này cả. Mỗi lần đi đêm với bà Loan, những gã trai như Huy hay Minh đều được bà gửi một khoản ăn sáng vài triệu, thậm chí vài chục triệu nếu bà ưng. Tình trạng các quý bà bỏ tiền mua lấy cuộc vui, sao nhãng trách nhiệm làm vợ, làm mẹ đã báo động về hiện tượng xuống cấp đạo đức, thuần phong mỹ tục của một bộ phận phụ nữ hiện nay. Đây là một lời cảnh báo về nền tảng hạnh phúc gia đình đang bị lung lay do quan niệm sống không phù hợp đó. Các bạn có cảm nhận gì về câu chuyện trên? Hãy để lại bình luận phía bên dưới để cho chúng tôi cùng được biết nhé. Còn bây giờ thì thời lượng phát sóng của chương trình cũng đã kết thúc rồi. Đừng quên like và subscribe để gặp lại Hồng Nhung được sớm nhất với những câu chuyện hay và hấp dẫn khác nữa. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị.